30 ha cho dự án khu đô thị sinh thái Dream City, chiếm 98% tổng diện tích thu hồi, hoàn thành chi trả cho trên 2.200 hộ với số tiền trên 2.400 tỷ đồng. Đối với dự án khu đô thị Đại An cũng đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ được trên 136 ha, chiếm 86% tổng diện tích thu hồi với số tiền gần 900 tỷ đồng. Tôi cảm thấy khi đô thị sinh thái về đây thì nói chung bà con thì cũng rất phấn khởi, là từ đường, trường, trạm, rồi các cái mặt về văn hóa xã hội là có biết chuyển so với mọi nơi. Đảng ủy, ủy ban dân xã và các ban ngành đoàn thể và cùng toàn thể nhân dân thì cũng rất ủng hộ cái dự án. Và đến cái thời điểm này cũng về cái dự án rất chi là thuận lợi. Đấy, bà con cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư đã đi vào thi công một số hạng mục công trình. Ủy ban xã vẫn tiếp tục phối hợp với cả chủ đầu tư tạo điều kiện hết mức để cho chủ đầu tư về thực hiện cái phần xây dựng. Tương tự hai dự án trên, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai hiệu quả tại dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái do công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu làm chủ đầu tư. Dự án nằm ngoài đê sông Hồng, thuộc địa phận thị trấn Văn Giang với diện tích trên 198 ha. Đến nay huyện đã thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ gần 140 ha cho 1.076 hộ. Đã có 1.075 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Đối với dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang thì là dự án mà nhà nước thu hồi đất. Đến nay thì cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được trên 90%. Mọi cái công tác cũng cơ bản đều là rất là thuận lợi. Trên địa bàn thị trấn Văn Giang thì cũng được tiếp nhận cái dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu. Cho đến giờ phút này các hộ dân cũng đã nhận tiền đền bù. Đánh giá chung thì về cơ bản là người dân đều đồng thuận về cái chủ trương của Đảng và nhà nước để thực hiện dự án. Đấy, còn cái việc 5% đây thì nó cũng có những yếu tố khách quan là nội bộ gia đình thôi. Thế thì trong 5% đó thì đến giờ phút này về cơ bản là chúng tôi cũng đã mời ra để có những cái hòa giải. Ngoài ba dự án trên, huyện Văn Giang còn thu hút được một số dự án khu đô thị khác có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang, khu nhà ở Hưng Thịnh Phát. Đến nay, hầu hết các dự án đều cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Sự ủng hộ và đồng thuận của người dân đã giúp tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, tạo thuận lợi cho các dự án sớm được triển khai, góp phần sớm đưa huyện Văn Giang trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025.